Như anh Dung nói thì vừa thôi, chúng ta cứ nói chuyện một cách cởi mở giữa doanh nhân và báo chí. Thì bây giờ chúng xin phép là cũng sẽ nói rất là thẳng về tất cả các vấn đề về cái quan hệ giữa doanh nhân với báo chí trong một cái nền kinh tế hội nhập rất là mạnh mẽ hiện nay. Thứ nhất phải nói với các anh chị là đúng là làm một doanh nghiệp mà phát triển, đặc biệt ở quy mô tương đối lớn ấy, thì cái sức ép nó vô cùng nặng nề, cảm thấy rất là nghẹt thở trong cái quá trình phát triển. Thì bây giờ cái hội nhập của chúng ta thì nó ngày một sâu rộng, chúng ta không thể làm theo cái cách cũ được, không thể là quan hệ người này quan hệ người kia, hoặc là mình làm trốn thuế, mình gian dối, mình chạy cửa này chạy cửa kia được. Nhưng mà thực tế thì bây giờ hiện giờ thì vẫn xảy ra cái chuyện đấy, mà thậm chí nó còn nghiêm trọng, trầm trọng. Có nghĩa là cũng có rất nhiều cái câu chuyện nhóm lợi ích, rồi là những cái này cái kia, rồi các dự án này dự án kia, hoặc tất cả đều là tận dụng các nguồn lực của nhà nước đấy. Thế thì bây giờ trong cái cuộc thi này thì mình đang định là viết lên những cái bức tranh, những cái doanh nhân, những câu chuyện thành công của môi trường kinh doanh. Thế thì vậy là một cái hình tượng của cái người doanh nhân mới bây giờ nó như thế nào, một doanh nhân Việt Nam thế nào, gọi là doanh nhân yêu nước hay là doanh nhân chân chính hay là doanh nhân gì đấy không biết, những cái tên gọi là. Nhưng rõ ràng nếu như mà anh làm giàu mà anh cũng không làm cho đất nước giàu lên được thì cái đấy là vấn đề. Anh làm thì không có trách nhiệm đối với xã hội, hoặc anh làm nhưng mà tận dụng các nguồn lực của nhà nước, anh làm những cái mà thậm chí là đôi khi là cái bộ máy công quyền mình nó hư đi vì những cái làm nó hơi quá. Đấy, phải nói một cách như thế. Thì chính cái đấy thì cũng có rất nhiều những cái cuộc chia sẻ lãnh đạo đảng nhà nước nói là thôi bây giờ doanh nhân thì ông cũng đừng có phong bì phong bao cho các cấp chính quyền nữa. Thực ra cái điều đấy thì nó cũng là một cái vấn đề đặt ra là như thế nào. Thế thì qua cái việc đấy thì tôi nghĩ là như này, cái cuộc thi này thì phải nói rất ý nghĩa, nhưng mà chúng ta đặc biệt là cộng đồng báo chí thì nên đồng hành để xây dựng một nước Việt Nam mà nó có thể phát triển bền vững được. Chứ còn nếu mà phát triển như này tôi nghĩ nó không bền vững. Không bền vững là cái là nếu mình xét về phát triển không trên nền tảng của sự chuyên nghiệp, không trên nền tảng của sự minh bạch, không trên nền tảng của sự rõ ràng và năng lực thật của các doanh nghiệp. Chưa chắc là một ông doanh nghiệp mà lớn mà làm ăn nghiêm túc mà đã lãi bằng một ông chỉ có được 5-7 nhân viên. Cái cách làm việc, hay là bây giờ mình cứ nói phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân. Bây giờ tôi nghĩ là doanh nghiệp tư nhân bây giờ có lợi thế hơn doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt là những doanh nghiệp tư nhân người ta linh hoạt. Thế thì bây giờ trong cái bối cảnh này nếu mà không có cái phác thảo về một cái hình tượng của một doanh nhân đúng mực và là doanh nhân làm việc, tạo ra công ăn việc làm, nghiêm chỉnh chấp hành luật thuế, không có sử dụng các nguồn lực này nọ kia, không mafia vân vân, nói trong ngoặc kép là như vậy, thì chúng ta cũng phải nghiêng về cái hướng đấy. Tức là thông tin tuyên truyền báo chí phải ca ngợi những bức tranh, như mình cũng lại cũng ca ngợi là chỉ đương nhiên lớp trẻ người ta sẽ nhìn nhận cái vấn đề nó khác. Cái lớp trẻ bây giờ là được đào tạo nghiêm chỉnh, được có thậm chí đào tạo nước ngoài, mà đào tạo nước ngoài thì phải nói là người ta đào tạo rất là theo hướng chuyên nghiệp. Thậm chí là tôi đã từng học MBA ở trường Stanford là những cái thứ bảy nào mình phải đi làm các công tác từ thiện. Thế nên ngay cả trong doanh nhân bây giờ là người ta phải học cả cái tính nhân văn, con người phải biết yêu đồng loại, yêu những cái đồng nghiệp và yêu xã hội. Chứ bây giờ nếu mình này mình bất chấp, mình coi như mình cứ làm ra tiền nhiều tiền là mình thấy sướng, không ăn chơi, đúng không? Thì cái này tôi nghĩ là cái nhân cái cuộc thi này cũng nên có một cái phát thảo, một cái chân dung của cái doanh nhân thời đại mới. Và nếu chúng ta không làm được cái việc đấy thì rõ ràng nó vẫn theo cái nếp cũ. Tức là chả dạy gì phải làm nó vất vả, chả dạy gì tạo ra nhiều công ăn việc làm gì cho nó vất vả, cứ làm ít thôi. Và cái gì hiệu quả nhất, nhanh nhất thì mình làm, đúng không? Thì tôi chỉ xin có một ý kiến như vậy để chia sẻ. Tôi xin cảm ơn các anh chị. Tôi cũng xin